con nha. Thì sáng nay thì Út đang điều bả đi Đồng Nai với Bình Thuận, thì Út quay lại cho mọi người coi nha. Thì bả đậu mà dạo này á, ở trên thành phố nó đang Covid cho nên là người ta vận chuyển cũng rất là khó, di chuyển kiểu đi qua mấy chốt kiểm soát cũng khó lắm mọi người, người sử dụng cũng ít đi á, cho nên là hiện tại thì bả bên Úc vẫn đều đều mọi người, nhưng mà Úc sẽ ưu tiên những ai mà chuyển tiền trước á, những ai mà có cần quá thì Út sẽ gửi đi trước cho bà con mình ha. Hả, bên trại Út mọi người nè, là cái bả nó sẽ có một cái như này, một cái lớp như này để phòng trừ cho những bà con nào mà chưa có cái thùng phi á, thùng phi để mình bỏ vô á, thì mọi người có thể bảo quản được lâu hơn ha. Thì Út sẽ đóng cho bà con mình là một cái lớp ni lông với lại là một cái bao ở ngoài, mà cái bao ở ngoài là cái bao ni lông luôn để cho nó bảo quản cho nó bền đó mọi người. Thì mọi người có thể để được 1-2 ngày nó không có bị hôi, chứ nếu như mà để cái bao bố bình thường bao này không á thì nó sẽ bị hôi nha mọi người. Như này thì nó sẽ vận chuyển rất là dễ luôn. Đây ha bà con, đây là Út sẽ đổ bả ra cho mọi người coi nha. Đổ giùm Út đi. Đây nè mọi người, đổ ra giùm Út đi. Đổ cái bả ra. À, đây ha. Cái bả này mọi người, cái nó kiểu cái chất nó dinh dưỡng nó vẫn còn rất là cao luôn bà con. Cho nên là hôm bữa là Út cũng đi coi mấy cái chỗ rồi, nhưng mà nhiều chỗ nó kiểu nó ướt, nó kiểu nó mới, nhưng mà để qua một ngày là nó hôi à. Cho nên là Út không có ký hợp đồng được mọi người. Bây giờ là Út trời ơi tìm mãi, nhờ ông anh ổng quen biết lắm, ổng tìm mãi mới ký được hợp đồng với cái chỗ này mọi người. Mọi người coi cái bả này, cái bả nhìn rất là chất lượng luôn, nó kiểu nó thơm mà nói chung là mình nhìn vô cái bả là thấy nó chất lượng lắm mọi người. Khi mà cho heo với lại rùa lính đen ăn á, nó cũng phát triển rất là lớn. Thì tại vì Út sử dụng bả rất là nhiều nơi để mình biết coi là bả ở đâu nó chất lượng á, thì sau một cái thời gian mà Út sử dụng á, thì Út thấy là cái bả này nè, khi mà cho bò cho heo đồ ăn á thì nó phát triển rất là kiểu nó nhanh hơn là cái bả mà giống như cho rùa lính đen ăn mọi người. Cho nên là Út ưu tiên những cái bả này là dành cho mấy cái trại bò trại dê đồ á, thì sử dụng cái bả này ha. Sao nó ngược nắng hay gì không thấy. Đây mọi người. Đó. Thì cái bả này á, tại vì bà con mình ở xa rất là nhiều, cho nên là Út ưu tiên là Út đóng vô cái bao ni lông như thế này nè mọi người. Đó. Nó hơi kỳ công một chút xíu mọi người, thực sự là khi mà mình đóng như vậy nó mất thời gian rất là nhiều. Nhưng mà để vận chuyển đi xa, để cho bà con mình lỡ may bà con mình bận gì đó 1-2 ngày đó, thì mọi người có thể là để trong này 1-2 ngày không có sao hết, sau đó thì mọi người mang đi ủ ha. Đây nè, bả nó kiểu nó còn rất là nhiều chất luôn mọi người. Đây nè, đấy, đây là cái bả ha bà con ha. Đây nè, đó Út quay cận cảnh cái bả cho mọi người coi nha. Đây nè, đó. Thì cái hiện tại thì đang là Covid cho nên là Út vận chuyển xa chưa có được. Thì giống như vận chuyển xa thì một là mọi người thuê xe, hai là Út thuê xe dùm ở trại Út á, quen á, thì Út thuê xe dùm bà con mình ha. Đây nè, trời ơi cái bả này mà nhiều anh chị hỏi Út là thí dụ mà bả mà chưa có ủ men thì cho bò cho dê ăn được không, thì vẫn cho ăn bình thường mọi người, vẫn cho ăn bình thường nha. Chứ ý là mình giống thí dụ mà bổ sung thêm men, ủ men á, thì cái mùi phân của heo bò đổ nó ra nó không có bị hôi, cũng như là nó chặt hơn á mọi người. Bởi vậy phân heo nhà Út là Út ít khi dội lắm, toàn là Út hốt không à. Út buổi sáng sớm là Út lấy cái bay Út đi Út hốt không à, để lấy phân đồ á, cho Út ít dội lắm. Khi nào mà một tuần thì dơ nước tiểu đồ á thì Út bắt đầu dội thôi, chứ bình thường là Út không có dội nha, toàn là hốt phân à. Tại vì khi ủ men á thì cái phân nó rất là chặt, nó rắn lắm. Như này nè đó mọi người, đây ha, đây là bả đậu nè, đó bả đậu không có rỉ nước nha mọi người. Đấy, mặc dù là Út bỏ trong lớp ni lông 2 lớp nhưng mà nó không có rỉ nước, mà nó mịn lắm mọi người, nhìn nè. Đó, Út bóp lại nó giống như một cái bánh in đó mọi người nè, mịn lắm. Cho nên là bò hay là sau canxi đồ nó ăn rất là tốt luôn mọi người. Nhưng mà những cái bả này nó Út chỉ ưu tiên cho những chạy bò hay chạy dê rồi thôi, chứ còn sau canxi thì mình sao cũng được. Sau canxi thì nó rất là dễ rồi,
bả thúi nó cũng ăn nữa, cho nên là bà con nào mà nuôi nuôi bò nuôi dê á, thì mọi người có thể tham khảo thử ha. Đây nè đấy, chứ giờ bây giờ cám công nghiệp á, mọi người rất là cao, cho nên là nếu như mà mình sử dụng cám công nghiệp á thì nó chi phí nó rất là kiểu đẩy cao lên á, thì đâu có lời lãi gì. Nếu như ở trại Úc, Úc cũng sử dụng cái này là nhiều, chứ không có dùng cám công nghiệp để ủ ủ cho kiểu heo con hoặc là cho rùa đính đen thôi, chứ không có cho heo ăn mọi người, hạn chế lắm. Chứ giờ giống như nghĩ sao nuôi con heo đâu bao nhiêu tiền đâu, mà tiền cám quá cha tiền heo nữa. Đây đây ha, đó Út quay cho mọi coi, sáng nay thì xe đi hết rồi, đang bóc nè, bóc từ sáng sớm luôn á. Thì Út cố gắng Út quay lại, tại vì bữa giờ Út ngồi đó mọi người nha, tại vì bữa giờ là có rất là nhiều, Út thuộc ấp trứng sau rồi mọi người, rất là nhiều anh chị gọi điện đặt hàng cho Út, nhưng mà là Út chưa dám nhận, tại vì là ở bên vận chuyển Covid đó, cho nên là đang nó ngăn cản rất nhiều tuyến đường, cho nên là nhiều khi anh chị cô chú mình đặt rồi mà không có thì mọi người nóng ruột á. Thì bây giờ thì nếu mà anh chị nào cần giống như là mình cần quá thì có thể liên hệ với Út qua số điện thoại là 0769990309 hoặc 0976629090 nha. Thì cái bã là Út quay như nào thì cái bã như vậy ha mọi người. Đây nè, bã là 100% là gần như là ở trong cái bao này hết ha. Bao này nè mọi người, nè. Ở trong này có ni lông nè, có lớp ni lông hết mọi người nha. Đây nè, có lớp ni lông hết ha. Tất cả đều có lớp ni lông để mọi người cột siết chặt lại, để bà con mình có thể là để được lâu được ha. Còn đây là cái chất bã nha. Đây nè, đấy. Đây là cái bã nha bà con, nè. Đó. Đây là cái bã đậu ha. Đấy. Đây mọi người, bả nó tơi ráo như thế này nha. Đấy. Hay ha. Để Út chụp tấm ảnh làm thumbnail. Thumbnail. Cái da nó đổ hết. Đấy. Thì phi thường thường thùng phi hay mực rỉ đường gì á, lúc mà bà con mình lấy bã thì nếu mọi người cần dùng thì liên hệ Út luôn, để Út gửi cho bà con mình trên cái chuyến xe luôn, thì mình đỡ phải phí tốn phí vận chuyển hơn nha mọi người. Thì bã đậu này á thì hiện tại thì Út ký kết được rồi, nhưng mà mình nói chung là số lượng mỗi ngày nó chỉ ra có hạn thôi mọi người, chứ không có để lâu được. Cho nên là người không thể dồn cả tuần mới lấy một lần được á, cho nên là bà con nào mà cần, nói chung là số lượng vừa phải á, thì Út có thể cung cấp cho bà con mình đều đều để mọi người có thể duy trì được cái nguồn thức ăn á, nó giảm thiểu chi phí. Thì mọi người liên hệ với Út qua số điện thoại là 0789797960. Còn giống như là me hay mực rỉ đường gì á, thì Út cũng có thể gửi đi cho mọi người được rồi, nhưng mà chỉ có những cái tuyến đường nào nó thông đường lại thì Út mới gửi đi, còn những cái tuyến đường mà chưa gửi đi được á thì bà con mình chuyển khoản rồi thì Út cũng gọi điện để liên kết với mọi người, để khi nào mà có xe chị vận chuyển lại thì Út sẽ gửi cho mọi người, nên bà con mình yên tâm nha. Tại vì nhiều anh chị là mua hàng qua mạng bị lừa nhiều, cho nên là mọi người cũng sợ. Thì Út cũng nói chung là lâu lâu Út hay gọi điện cho bà con mình là như vậy, tại vì mọi người đã chuyển tiền rồi thì Út cũng hiểu tâm lý, và bà con mình cũng nóng ruột để nhận hàng, nhưng mà tại vì bây giờ xe đi Quảng Ngãi đồ á, người ta chưa có nhận lại mọi người, cho nên là thùng phi hay là bã đậu đồ gửi đi cũng không có được, nên là bà con mình thông cảm dùm Út ha. Thì Út quay video chia sẻ cái vấn đề đó để bà con mình mà đang cần bà đậu thì mọi người có thể liên hệ qua trại Út, số điện thoại là 0769990309 hoặc 0976629090 nha. Anh Sáu, gà nó ra kìa. Gà nó diệt cỏ luôn. Mọi người, mấy con gà hơi mong nó chạy ra ngoài. Con nào con nấy ú na ú nền. Mọi người. Ôi mấy con gà này mà nó không có rào lại nó quậy kinh khủng luôn mọi người. Đấy. Nó đang đi kìa. Đi lang thang trong sân, có con gà, có hơn gà. Thì Út xin kết thúc video tại đây luôn nha. Nếu mọi người quan tâm đến những video Út chia sẻ thì nhấn vào nút đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới để trò chuyện với Út nhiều hơn nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại bà con mình nha.